Các bạn thân mến, hiện tại thì chúng tôi đang ở thác Hang Cọp, một cái thác cũng khá là nổi tiếng. Cách đây vài năm thì nó không còn đưa vào khai thác sử dụng du lịch nữa, nên là bây giờ thác nó khá là hoang tàn, những cảnh quan xung quanh đã không còn nguyên vẹn nữa. Bây giờ còn một lối đi, lối đi này xuống thác. Một lối đi hiện tại bên đó, cái góc nhìn bên đây là cái hang cọp. Cái hang cũng nhỏ thôi, khá nhỏ và ẩm thấp. Trên đó một cái dòng thác nước chảy, nó xuống đổ xuống đây là thác. Bây giờ là mình đi xuống thác nha. Thì chuyện kể rằng ngày xưa cái thở khai hoang á, ở đây rất là nhiều cọp, thì cọp và những thú dữ. Thì chuyện kể rằng là có một chàng thợ săn, săn bắn và bắn đúng vào ông 30, tức là ông cọp. Thì đúng vào ông 30, ông gầm to lên và ông chạy hút vào rừng sâu. Và kể từ đó thì cái hang của ông ở lại còn lại và chỉ là một dấu tích, nên là người ta đặt cái tên là thác Hang Cọp cũng là từ đó. Một điều giải thích rất là dễ hiểu, tại vì nơi đây ngày xưa là một cái hang cọp, cọp đã từng sống ở đây, đã bị thương, cọp đã bị bắn bị thương, chạy vào rừng sâu và còn cái hang lại, cái hang kế cái thác, người ta gọi là thác Hang Cọp. Một giải thích hết sức là dễ hiểu, theo cái truyền thuyết, cái truyền miệng, chuyện kể của những người sống lâu năm ở đây kể lại như vậy. Thì bây giờ chúng ta đang đi xuống những bậc thang để đi xuống thác. Thác nước này rất là cao và khá là nguy hiểm, vì vậy đi phải cẩn thận nhé. Đặc biệt là con đường vào thác này thì do là không được khai thác sử dụng du lịch lâu rồi, nên là đường nó xuống cấp rất là trầm nghiêm trọng, đường rất là xấu, khoảng chừng 3 km thôi chứ không được nhiều, nhưng mà đèo dốc và rất là xấu. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm Hang Cọp. Đây, các vị lữ khách đây rất là tỉ mẩn, đi từng bước rất là cẩn thận để mình xuống mình tham quan, cho một cái chuyến tham quan thành công, an toàn. Đường đi. Dạ đây, tên, chúng ta đã tới thác Hang Cọp. Đâu rồi? Không, đó là cái hang nhân tạo thôi, còn cái hang thật là bên kia. Đây, chúng ta đi trình từ chân thác nè, chúng ta đi và nhìn lên. Đó, đó. Wow, đẹp quá. Khá cao, đẹp. Mình lên vẫn được, nhưng mà rất là nguy hiểm, nó có một sợi dây nào đó. Ừ, chuyện kể rằng là cũng có những người leo thác như vậy mà cũng đã từng xảy chân. Do cái thác cái này là cũng có thứ hạ nguồn, hạ lưu, nên là rác rến nhiều dòng suối nó gom lại, rác nó tụ ở đây cũng khá là nhiều. Thác này cao khoảng tầm chừng 30 m không ta? Đẹp quá thác Hang Cọp. Rồi, xin chào và hẹn lại những điểm tham quan tiếp theo.